Xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 26 tháng 8 và nhận định thị trường ngày 27 tháng 8 năm 2021. Hôm nay là một phiên mà thị trường test lại, có những cái dấu hiệu tích cực nha anh chị nhé. Test lại về khối lượng thấp và không thủng cái đáy ngày hôm trước, nó cũng là những cái tín hiệu tích cực của cái việc hãm được cái lực giảm của thị trường, cũng như cũng sẽ có những cái cơ hội nhất định nào đấy nó tăng thêm trong cái việc mà thị trường có thể hồi phục. Cái thứ tiếp theo là chúng ta sẽ đi phân tích các cái dòng cổ phiếu mạnh nhất và đánh giá là cái dòng nào mà chúng ta quan sát chúng ta có thể mua được trong thời gian sắp tới. Và thứ ba là mình cũng chia sẻ với anh chị một cái quan điểm là kiên nhẫn chính là đầu tư anh chị nhé, khi mà thị trường nó đang chưa rõ xu hướng, tức là chúng ta chưa có một cái định hướng rõ ràng, thì cái việc mà chúng ta tham gia nhảy vào nhảy ra nó chỉ làm cho mọi thứ nó rối tinh rối mù lên thôi. Chúng ta phải cần ít nhất là, đương nhiên là cái việc cần nhất là chúng ta cần thị trường có một cái xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên là sớm hơn thì anh chị có thể tham gia khi mà thị trường nó cân bằng lại, tức là ít nhất là nó hãm được cái lực rơi và đâu đó chúng ta thấy có những cái sự cân bằng, có những cái sự test lại đối với thị trường và cổ phiếu có những cái dấu hiệu mạnh thì các chúng ta có thể tham gia sớm sớm một chút được. Nhưng mà cái điều kiện cần nhất là vẫn phải xác nhận cái xu hướng lên nhé anh chị nhé. Kể cả cái việc mà anh chị tham gia sớm á, thì nó cũng chỉ là các cái việc thăm dò vị thế thôi. Còn cái việc mà chúng ta vẫn phải cần đi vốn cho nó khéo léo hợp lý để tránh có những rủi ro. Đấy thì các anh chị tiếp theo là mình như hàng ngày thì mình sẽ chia sẻ với anh chị các cái file Excel phân tích. Thì cái file này nó có rất là nhiều trường thông tin thì anh chị có thể đào về, các anh chị phân tích nghiên cứu thì lát mình cũng sẽ giới thiệu qua một số cái ở file đấy. Ngoài ra cái group Zalo cái nhóm đấy thì anh chị có thể vào đấy để có những cái thảo luận về chứng khoán hoặc chia sẻ các cái kinh nghiệm đầu tư, chia sẻ các cái cổ phiếu, phân tích các cái cổ phiếu anh chị nhé. Thì đầu tiên đi vào thị trường chung. Thị trường chung thì anh chị thấy là VN Index này. Sau khi VN Index hôm nay nhé, hôm nay là giảm 0,6%, khối lượng khá là thấp anh chị nhé, nó chỉ ngang ngày hôm qua thôi, có khoảng 497 triệu cổ phiếu nhé. Hôm nay là một phiên test đáy, tức là test lại cái ngày 24/8 này và không thủng anh chị nhé, đối với VN Index là không thủng, kể cả cái điểm sâu nhất không thủng, điểm thấp nhất cũng không thủng, điểm thấp nhất là 1295.77 thì hôm trước nó là 1289 anh chị nhé, không thủng. Và cờ lâu giá đóng cửa không thủng nhé. Thì đây là những cái tích cực nhất định về khối lượng thấp. Đấy thì khi mà test thì chị test, nếu mà nó thủng thì thông thường nó sẽ khối lượng lớn và nó sẽ thủng cái này. Đấy, nhưng mà như này là cũng là những cái dấu hiệu tích cực nhất định nhé. Thì đây nó sẽ gần như nó là cái điểm tạm thời chặn lại cái xu hướng rơi, anh chị thấy nhé. Trở lại kế thừa lại các cái phân tích kèm trước này, các anh chị thấy là sau khi nó thủng 20 là chúng ta nhận định là thị trường là rất là rủi ro rồi. Các anh chị có thể xem lại các cái clip trước, các cái video trước, rất là rủi ro và nó sẽ có hai kịch bản, một là sideways, hai là rơi. Sau đó thì khi mà nó thủng cái đường 95% này thì là rủi ro rơi rất là cao anh chị nhé. Anh chị thấy trong tất cả lịch sử thì gần như thủng đều có một chặng rơi, rất nhiều lần thủng và rơi vài nhịp luôn đấy. Do vậy là mình cũng chia sẻ quan điểm là thị trường xu hướng rơi, về bản chất vẫn là xu hướng rơi là xu hướng chính. Tuy nhiên là đã thấy được một cái vùng nào đó mà nó kiểm định ở đây, hôm nay kiểm định là thành công anh chị nhé. Như này là cũng là những cái tích cực nhất định. Đấy. Nếu như chúng ta thấy coi hôm trước cái nhận định ấy là 90% là rơi thì bây giờ chúng ta sẽ giảm đi chỉ còn khoảng 70% là rơi thôi, còn 30% là có thể đâu đó nó sẽ hồi được nhá. Thì chúng ta đặt ra cái cách tiếp cận như thế để chúng ta sẽ có cái phương án ứng xử với cái việc tham gia cổ phiếu sớm, có thể xem xét tham gia sớm hơn một chút anh chị nhé. VN30 cũng vậy nhé, VN30 hôm nay test đối với cái điểm thấp nhất ấy, lâu á 1408 này thì là thủng này, có thủng này. Đấy. Tuy nhiên là cũng rất may là cuối phiên nó kéo lên nha, thì nó đóng vào là 1412.45, thì hôm trước nó là 1412.00. Như này thì thấy rằng là khi mà nó thủng như này mà cái lực bán ra nó không có, tức là cái nguồn cung của những người sợ hãi gần như là nó đã hết rồi. Thì đây cũng là những cái dấu hiệu tích cực anh chị nhá, nó cũng là những cái tích cực nhất định nhá. Thì về bản chất thì VN Index VN30 nó cũng cái cách mà chúng ta suy diễn, cách chúng ta phân tích nó cũng giống nhau thôi. HNX Index thì hôm nay là kéo lên màu xanh nhé, có tăng 0,3%. HNX Index là đi ngang, xanh nhẹ nhé, gọi là nó lẻ lẻ dưới đây một chút, khối lượng thấp. Đấy thì ở đây thì nhìn thấy là nó cái lực hãm nó có sự giảm anh chị nhé. Thì bây giờ cái như mà trước mình có chia sẻ với anh chị ấy, để mà chúng ta tham gia vào đầu tư thì chúng ta sẽ cần, nếu mà để thị trường xác nhận lên á. Đây,
Anh chị chờ một chút, mình cho nó to lên một chút. Đây. Nếu mà để thị trường nhé, xác nhận lên thì các anh chị cần hai thứ, một là cái ngày bùng nổ theo đà hay là ngày lấy đà, bởi vì cái đợt trước không ai bùng nổ theo đà anh chị nhé. Đấy, thì cái sự bùng nổ theo đà thì nó thể hiện cái sự đồng thuận của dòng tiền, khi có ngày bùng nổ theo đà thì rất là tốt. Hai thứ hai nó vượt lại MA 20 với khối lượng lớn. Đấy, tuy nhiên là chúng ta có thể tham gia sớm, bởi vì tại sao mình cũng chia sẻ với anh chị cái quan điểm mà tham gia sớm nhé. Anh chị thấy là cái cách phân tích chứng khoán của mình nó sẽ khác rất là nhiều người. Mọi người thì thường phân tích theo cái sẽ là đánh nhìn nhận theo cái kiểu là trên là mở các cái đồ thị các thứ thôi, và sẽ quan sát theo từng nhóm ngành, theo các cái diễn biến của các cổ phiếu quen thuộc trước và những cổ phiếu lạ lẫm thì sẽ phân tích sau. Nhưng mình thì đi theo một nguyên tắc khác, tức là đây là nguyên tắc top down anh chị nhé, tức là chúng ta sẽ đi từ những cái từ trên xuống dưới, từ những cái tổng quát nhất cho đến chi tiết nhất. Chúng ta sẽ đi từ thị trường, đi thứ hai là nhóm cổ phiếu, và tiếp theo là đi chi tiết theo từng cổ phiếu. Và lúc đầu đối với thị trường chung là mình sẽ dùng cái chart index này, VN index này này, VN30 để mình đánh giá nhận định. Sau đó mình sẽ dùng chính các cái dòng cổ phiếu và các cổ phiếu để mình xác nhận lại. Do vậy với cái cách tiếp cận vấn đề như thế thì gần như chúng ta sẽ an toàn hơn những người khác anh chị nhé. Cái cách đầu tư như thế này nó sẽ có thể nói là rất an toàn hơn người khác rất là nhiều. Chúng ta sẽ tham gia tại những cái điểm, tất nhiên là tùy, nếu thị trường bùng nổ thì chúng ta sẽ có thể mua những cái cổ phiếu bùng nổ. Tuy nhiên là thị trường mà như thế này, có những cái giai đoạn mà sideways hoặc có sự rũ bỏ, thì chúng ta sẽ có cái cách đi vốn các cái điểm mua nó tối ưu hơn. Thông thường chúng ta sẽ tham gia tại những cái điểm test hoặc cái điểm kiệt vốn anh chị nhé. Đấy, chúng ta có tham gia sớm khi mà có mấy cái vấn đề xảy ra anh chị nhé. Thứ nhất là đối với thị trường á, là nó lại phải test tiếp. Như này test là chưa đủ anh chị nhé, test thế này vẫn chưa đủ. Tức là như này thì ngày mai kia nó sẽ phải có một cái dấu hiệu đi lên và nó sẽ test lại một lần nữa. Nếu bây giờ thị trường đi lên và test một lần nữa mà thành công, test tiếp mà thành công anh chị nhé. Thứ hai là tại cái phiên test đấy á, chúng ta sẽ tìm cái cổ phiếu dòng mạnh nhé anh chị nhé, dòng mạnh mà cũng test. Đấy. À, tại sao chúng ta cần phải như thế này? Đúng không chị? Tại sao chúng ta tham gia sớm được? Đấy, như mình cách mình chia sẻ, mình đi từ top down, mình đi từ tổng quát chi tiết. Giống như kiểu anh chị thấy cái ví dụ như kiểu Bác Hồ ở thời chiến tranh á, nói với các cái đồng chí á, bảo chúng ta ở trên đỉnh núi á, và chúng ta quan sát xuống quân địch ở phía dưới thung lũng. Đâu đó chúng ta chỉ nhìn thấy như thế nào là chúng ta sẽ hướng phó như vậy. Thì về cách của mình thì ở đây thì gần như là mình quan sát từ tổng thể cho đến chi tiết, gần như mình sẽ nhìn thấy và phát hiện thấy các cái dòng cổ phiếu nó dục dịch, nó chuyển động, nó mạnh, nó yếu, nó tích lũy, nó phân phối, là gần như có những sự quan sát rất là tốt. Do vậy là mình có thể rút kinh nghiệm cái đợt sóng trước á, mình đến tận ngày 30 tháng 7 này mới chia sẻ để anh chị quay lại. Để anh chị quay lại này này. Thì là nó hơi muộn một chút xíu. Tất nhiên là với góc độ về đạo đức của cái người mà chia sẻ về phân tích chứng khoán á, thì cái phiên này là đúng lý thuyết anh chị nhé, nó là cái phiên chuẩn. Tại sao mình nói chuẩn là bởi vì thứ nhất nó vượt MA20, thứ hai nó test đỉnh thành công, và thứ ba là các cái dòng mạnh nó bắt đầu về. Tuy nhiên đâu đó chúng ta có thể thăm dò vị thế ở những cái điểm test này, anh chị thấy ví dụ đây là một điểm này, đây là điểm test này, và đây là một điểm test này, đấy, đây là một test này. Đấy, thì khi đây như thế này thì chúng ta gọi như thế này gọi là tham gia sớm. Anh chị nhé, như này gọi là tham gia sớm. Mình cũng không rất là ngại cái việc và chia sẻ cái việc tham gia sớm, bởi vì khi tham gia sớm thì anh chị lại nhiều khi lại hiểu lầm ra thành là chúng ta bắt đáy. Chúng ta không bắt đáy anh chị nhé, chúng ta không bao giờ bắt đáy cả. Một khi nó rơi thì chúng ta phải để cho nó rơi. Chúng ta chỉ tham gia ít nhất là sau nó có 1-2 phiên test thành công và có những cái tín hiệu SOS. SOS là tín hiệu mạnh cộng với phiên test thành công anh chị nhé. Đấy, thì cái mà chúng ta sẽ xem xét đây này. Tóm lại là chúng ta có thể tham gia sớm được với điều kiện là nó phải lên, thị trường quay lên và có phiên test nữa, và chọn những cái dòng mạnh nhất và những cổ phiếu test. Đấy, thì chia sẻ như thế thì anh chị nhé, thì chúng ta sẽ đi quan sát các cái dòng cổ phiếu để xác nhận lại xu hướng của thị trường xem nó có an toàn hay không. Tức là ở đây chúng ta giả định là nó đang tạm thời nó mắc ở đây và nó bật lên. Đấy, thì các cổ phiếu nó sẽ ra sao và liệu
thị trường có test được không và các cổ phiếu test được hay không. Đấy thì anh chị có thể nhìn trong cái file Excel này. Cái file này thì lát mình sẽ tặng anh chị, các anh chị vào cái nhóm Zalo để anh chị lấy nhá. Thì phiên ngày hôm nay là VN Index là rơi, VN Index VN30 là giảm 0.1% này, 0.6 và 1.1% này. Thì hôm nay cái dòng nào mà vẫn tăng, anh chị nhìn những cái dòng vẫn tăng thì anh chị biết là nay là dòng tiền vào. Đấy, ví dụ dòng vẫn tăng là ví dụ như có thể là dòng bán lẻ tổng hợp này, một số cổ phiếu bất động sản này, một số cổ phiếu chứng khoán này, dịch vụ vận tải này. Đấy, là cái nhóm HH các thứ ấy. Mình vẫn gọi cái nhóm này theo file anh chị nhé. Đấy, hóa chất chuyên dụng này, hóa chất cơ bản này. Các anh chị xem lại cả cái những cái file Excel ngày hôm trước ấy. Những cái nhóm này chúng ta đều phát hiện được ra hết anh chị nhé. Nó không có gì là bí mật cả. Nếu mà nó đã là viên ngọc, những viên kim cương thì nó sẽ là những viên kim cương nó lộ dần dần, chứ không phải đột ngột nó từ một viên đá nó biến hình thành viên kim cương anh chị nhé. Nó sẽ là một viên kim cương sẵn. Đấy. Một số cổ phiếu về ngân hàng, nông thủy sản, thực phẩm này. Đấy, hôm nay cũng nhiều cổ phiếu tăng giá ra phết xây dựng này. Đấy, hôm nay tiếp anh chị nhìn nay các cổ phiếu nào bùng nổ nhá. Các cổ phiếu nào bùng nổ, dòng nào bùng nổ thì thường nó là mạnh nha anh chị nhé. Đấy thì bùng nổ này vẫn có, mặc dù thị trường rơi như thế thì có một số cổ phiếu này như là chủ yếu là dịch vụ vận tải thôi nhé. Hôm trước mình chia sẻ với anh chị là cái dòng dịch vụ vận tải này nó sẽ có những cái lý do, và cái dòng hóa chất chuyên dụng này, phân này, phân phiếc này với lại cả hóa chất cơ bản đó, là thứ nhất là nó đã mạnh từ cái nhịp trước rồi, và thứ hai là ở nhịp trước là nó đi ngược sóng được. Đấy thì khi mà nó một số cổ phiếu cho nhà đầu tư rất nhiều lợi nhuận và nó đã phi lên rất là mạnh rồi, ví dụ một số cổ phiếu như HH này là chạy nước rút nhịp trước rồi, sau khi chạy nước rút các thứ nó bắt đầu nó rũ lại, nhưng mà rũ kiệt vôn, gần như là nó đã consolidate rồi, tức là những cái nhà đầu tư nào chốt lời là người ta đã chốt rồi. Đó thì nó sẽ có cái cơ hội nó lên, cái này cũng đã phân tích cho anh chị thấy rồi nhé, không phải gì mới cả. Đấy, một số cái nhóm về xây dựng các thứ thôi, nay cổ phiếu Cảng Biển nó cũng mua vào. Đấy thì anh chị nhìn đây thì những cái dòng này sẽ là mạnh hơn nhá, vận tải này, hóa chất này, các thứ này, xây dựng. Tiếp anh chị có thể xem các cổ phiếu mạnh nhất này. Cổ mạnh nhất thì anh chị cũng thấy là những cái nhóm mạnh nhất thì sẽ có những cái cổ phiếu mạnh nhất. Đấy, cũng tương tự thế, vẫn còn chứng khoán vẫn còn đúng không anh chị? Đấy. Rồi, hóa chất này, các thứ này. Ngoài ra các anh chị có thể đánh giá xem các cổ phiếu nào mà tăng mạnh, giảm ít hơn thị trường chung. Thị trường chung giảm đây là 5.4 với 6.2 thì các anh chị thấy giảm ít hơn thì là mạnh hơn. Đấy, mình sẽ lấy phần -2%. Đấy, các anh chị thấy đây là cách phân tích top down đúng chưa? Bản chất là chúng ta đi từ thị trường, đi ra các cái nhóm ngành, đi ra các cổ phiếu. Đây là cách phân tích gà và trứng nhé. Gà và trứng thì không phải là gà có trước, không phải là trứng có trước, mà chúng ta sẽ phải giả định con gà, xong chúng ta sẽ đi nghiên cứu quả trứng, xong đó thấy gà và trứng nó đúng như vậy thì chúng ta sẽ xác nhận lại anh chị nhé. Nó là cái nguyên lý confirm, tức là nguyên lý xác nhận. Đấy thì khi chúng ta phân tích như thế chúng ta sẽ an toàn và logic. Đấy, ví dụ bất động sản này, một số cổ phiếu này, chứng khoán này, dịch vụ vận tải này, nói chung là mấy cái dòng này thôi anh chị nhé, vẫn loanh quanh cái dòng đấy. Thì lát chúng ta sẽ đi phân tích các cái dòng đó. Đấy thì cái file này các anh chị có thể lấy, các anh chị phân tích sâu thêm. Thì bây giờ mình sẽ quay lại thị trường này để mình phân tích ở đây anh chị nhé. À, trước khi đi phân tích thì mình lại tiếp dùng một cái chỉ số này để cho anh chị quan sát nhé. Cái chỉ số cổ phiếu tốt này này. Các anh chị thấy số lượng cổ phiếu tốt này này. Là hiện nay là sau khi nó thấy đáy của cái ngày 24 tháng 8 này. Là số lượng cổ phiếu tốt nó có sự tăng dần đấy. Hôm nay là tăng lên 287 rồi đấy. Cái hôm đáy nó là chỉ có 262 thôi. Nhưng mà anh chị chờ nhé, thông thường thì mình quan sát là những cái nghe số lượng cổ phiếu tốt này mà nó vượt cái đường trung bình của số lượng cổ phiếu tốt này này. Đấy, ví dụ như này này. Là gần như là nó cũng đã chạm đáy đấy. Ít nhất là nó không phải là cái đáy dài hạn, nhưng nó là một cái đáy ngắn hạn xíu xíu nào đấy anh chị nhé. Tức là gần như là nó đã bán mất hết các cổ phiếu tốt rồi. Xong số lượng cổ phiếu tốt nó lại nở ra, nó lại nhiều lên. Thì đây nó nở ra này. Đấy, và trung bình cộng của các cổ phiếu đấy thì các anh chị thấy nó đang chuẩn bị, nó lại vượt lại MA10 đây này, nó vẫn trên MA20 nhé. Như thế này thì không đến quá là tiêu cực đâu. Hôm trước chúng ta nhìn thấy tiêu cực khoảng 90%, thì bây giờ tiêu cực còn khoảng 70% thôi. Đấy thì chúng ta giữ cái quan điểm là khi mà thị trường mua lại và sẽ có những cái phiên test lại thành công tiếp thì chúng ta sẽ tham gia ở cái phiên test thành công anh chị nhé. Và chúng ta cũng sẽ mua ở gần cuối phiên thôi. Thực ra mình chia sẻ với anh chị cách mua chứng khoán đó, là chúng ta không cần phải FOMO, cũng không cần phải xem bảng giá quá nhiều. Các anh chị chỉ cần xem biểu thị thôi. Đừng có nhìn cái bảng xanh bảng đỏ, bởi vì nhìn nó ấy lắm. Nó chỉ có 3-4% nó xanh đỏ lên là chúng ta đã tâm trạng của chúng ta đã
đã thấy gọi là rộn ràng bắt buộc phải mua rồi, hoặc là thấy nó đỏ cho khoảng 3% là chúng ta đã sợ quýnh hết rồi. Đấy thì các anh chị có thể dùng biểu thị, các anh chị nhìn thì các anh chị sẽ nhìn ra được các cái xu hướng, chúng ta sẽ đỡ bị hiệu ứng FOMO. Mình mà cách giao dịch của mình thông thường là mình sẽ tham gia vào thứ nhất là buổi sáng sớm, với những cái phân tích của tối hôm trước thì mình sẽ tham gia vào khoảng 9 giờ cho đến 9 rưỡi sáng hôm sau. Sau đó là mình cũng gặp máy, không nghiên cứu gì cả. Nếu mà có thể nghiên cứu tiếp thì mình sẽ nghiên cứu khoảng từ 2:15. Đấy, từ 2:15 cho đến khoảng 2:45. Nói chung là buổi sáng tham gia thị trường chứng khoán khoảng 20-30 phút, buổi chiều khoảng 3-40 phút. Đấy, chứ không xem bảng giá bảng giết theo cái kiểu mọi người phân tích trong phiên đúng không? Phân tích biểu đồ phút, biểu đồ giờ, nói thật là cái đấy chả hiệu quả. Bởi vì anh chị thấy là cổ phiếu nó lên, nó có lên theo ấy đâu. Nó có lên theo giờ, theo phút đâu. Nó lên theo tháng, nó lên theo... lên cả năm, nó lên cả tháng, cả nhiều tuần cơ mà. Các anh chị nhìn vào mấy cái dòng tiền ở trong múi giờ, theo phút chả giải quyết vấn đề gì. Cái cách đấy chúng ta lại càng bị tẩu, dễ bị tẩu hỏa nhà ma hơn anh chị nhé. Chung là càng dễ tẩu. Đó thì cái việc phân tích như thế mọi người cứ bảo là đặt cái cục này là của nhà đầu tư lớn. Thực ra là chả phải. Nhà đầu tư nhỏ người ta vẫn đặt ở những cái cục đấy. Mà thậm chí rất nhiều cục mua cục bán là các cục giả, nó không phải là thật đâu. Nhà đầu tư lớn người ta không có đánh theo cái kiểu như thế. Nếu đánh theo kiểu như thế thì loạn hết này lên à. Các anh chị bỏ ra vài trăm triệu, vài tỷ, các anh chị có thể mua vài chục nghìn cổ phiếu, các anh chị đánh kiểu đấy được. Chứ nhà đầu tư lớn người ta sao đánh kiểu đấy được. Người ta phải bỏ ra rất nhiều, người ta gom, người ta đẩy. Người ta phải kiếm cả một cái khúc nó dài dài, đúng không? Các anh chị có thể xem ví dụ như các cổ phiếu như này, đúng không? Nhà đầu tư lớn người ta phải kiếm cả khúc này chứ. Người ta đầu cơ, người ta phải đầu cơ, người ta phải gom ở đây, người ta đẩy giá tận đây chứ. Người ta mà mua ở đây bán đây à, thì người ta chết chứ các anh chị. Bởi vì các anh chị mua có 50.000 cổ phiếu thôi, thì họ đã mua vài triệu cổ phiếu thì họ sẽ chết trước. Người ta sẽ không làm theo kiểu đấy anh chị nhé. Chúng ta sẽ đi theo cái nguyên lý đầu tư, các nguyên lý đẩy giá của nhà đầu tư lớn để chúng ta tiếp cận, để chúng ta giao dịch cho nó hiệu quả và nó thông minh và nó an toàn anh chị nhé. Đấy thì mình sẽ điều phân tích. Nói chung chúng ta nên chờ thêm một chút anh chị nhé, kiên nhẫn chờ thêm. Mặc dù hôm nay có cái dòng dịch vụ vận tải là nó bắt đầu chạy rồi, nhưng chúng ta nên chờ ở phiên test là an toàn nhất. Mình sẽ chờ là khi mà số lượng cổ phiếu tốt nó nở ra. Đấy. À, nó có thể nếu tham gia sớm thì không cần vượt MA20, nhưng mà vẫn phải cần MA20 để yên tâm xác nhận là nó sẽ lên nhé. À, chúng ta sẽ cần thị trường chung sẽ có một cái một hai phiên tăng nữa, và sau đó tham gia ở cái phiên test lại đấy, gần cuối cái phiên test lại đấy anh chị nhé. Đây chúng ta sẽ đi phân tích một số nhóm ngành thôi. Ví dụ bán lẻ tổng hợp thì các anh chị thấy đây là một uptrend này, đây là một bán ra kéo lên ở phía trên này. Bản chất đây nó đang gọi là hoạt động ở cái vùng kháng cự thôi. Như thế này thì cũng chưa nói lên điều gì anh chị nhé. Tiếp tục này kéo lên nhưng mà lại rơi xuống ở cuối phiên này. Như thế này thì cũng chưa nói lên điều gì nhé. Như thế này là rủi ro đấy. Thế giới di động nhé, thì là ba phiên như thế này thì anh chị thấy đều là bản chất đây là no demand ấy chị nhé. Kéo lên này, nó kéo lên như để cho lên nhưng mà không lên được, kéo để lên nhưng không lên được, kéo lên. Đây không phải no supply mà no demand anh chị nhé. Đây là không có cầu nhé. Nói chung vẫn là rủi ro nhé. Sau những cái SOS như này nó phải có những cái SO đấy. À xin lỗi anh chị. Nó có những cái SOW là tín hiệu yếu, nó cần phải có tín hiệu SOS mạnh để nó xác nhận lại và nó test lại nhá. Như này chúng ta vẫn phải chờ. Fed này thì cũng thế này. Xong với phiên bán ra mạnh thì cũng kéo lên như này thôi, chưa nói lên điều gì cả. Cái cổ phiếu này mà anh chị muốn tham gia lại ấy, thì anh chị phải chờ nó lên, nó tích lũy lại vùng này này thì chúng ta mới chơi được này. Đấy, tích lũy ở đây thì mình chơi được. FLT này nhá, thì lực bán giảm này, mua lại này, đây là bán này, đây là test này. Các anh chị phiên như này gọi là test này, test khối lượng thấp này thì là phiên test này. Như hôm nay kéo lên này thì chúng ta cần phải chờ thêm nhá, để test SOS này. Hai cái này là hai cái SOS anh chị nhá. Đấy. Thì chúng ta cũng hy vọng là nó có thể hồi được nhá, nhưng mà tham gia thì là sớm. Thằng bất động sản. Đấy, thằng HVX này thì vẫn chạy lên được này. IDG này thì anh chị thấy nó vẫn lên này. Và nó vẫn bò lên, mặc dù thị trường khó khăn thì nó vẫn bò lên được. BI này nhá. Hai phiên bán ra hôm nay kéo lại khối lượng thấp 9,4%.
Như này thì cũng rất là khó để đánh giá anh chị nhé, rất là khó để đánh giá. Bởi vì nhìn đây thì đây là những cái tín hiệu SOW này, tức là tín hiệu yếu có dấu hiệu đảo chiều này. Như đây cũng chưa thể kết luận là nó sẽ reset được, nó đã xóa được cái này nhé. Ở đây thì cũng chưa kết luận được. Nhưng nếu anh nhìn, nếu chỉ nhìn theo trend thì chúng ta thấy nó vẫn có thể lên được. Đấy là nhìn theo trend. Đấy, như này thì thôi bỏ qua đi. VC3 nhé, VC3 hôm trước các anh chị cũng thấy đúng không? Khối lượng nó cứ bằng chằn chặn như này này. Nó là một cái dạng được đấy đấy. Kiểu như bó cung á, kiểu vậy. Thì như này thì nó vẫn lên được anh chị nhé. SGS nhé, SGS thì nó cứ sideways ở đây thôi. Đấy. Rũ này. Kéo lên này. Test đây là phiên test này. Kéo lên này, như này thì nó cũng là tích lũy thôi anh chị nhé, nó cũng là tích lũy thôi. Nó tích lũy thôi. KVC này thì vẫn ở phía vùng dưới thì chúng ta chưa xem xét. VL thì vẫn là xu hướng xuống. Đấy, fit bắt đầu rơi này anh chị, trong khi nó chạy một số phiên này rơi này. Rơi này, này rơi ít vô rồi nhé, như thủng MA20 rồi. Nó là những tín hiệu xấu, có thể nó sẽ hồi lên được, xong nó sẽ rơi tiếp anh chị nhé, có thể hết xuống lên rồi nhé. 55 này nhá, thì anh chị thấy sau những phiên rũ này thì bắt đầu nó đã có những cái sự kéo lại, nhưng mà kéo lại ở đây thì vẫn là những cái tín hiệu SOW anh chị nhé, vẫn là những cái tín hiệu yếu. Đây là bán ra này, là bán ra mạnh là tín hiệu yếu này, kéo lên nhẹ này thì vẫn là tín hiệu yếu, chưa có gì để xác nhận cả. Hôm qua nó đang ở cái rìa dưới của cái vùng hỗ trợ thôi. Nếu mà bên nó rơi bụp phát vào đây sẽ là rơi luôn đấy anh chị, rất là nguy hiểm. HDC cũng thế, nhưng nói chung mấy cổ phiếu bất động sản thì đều kiệt vốn rồi. Này là phiên test này anh chị, hôm nay là phiên test này, đây nó là một SOS đấy, nhưng hôm nay nó lại trở thành một SOS rồi. Đấy, thì cái này chúng ta còn quan sát thêm anh chị nhé, nên quan sát thêm. Chung dòng Vinhome này thì cũng rơi mới rồi, vẫn rơi đều đấy thôi, chưa nói lên điều gì cả. Các một số cổ phiếu bất động sản thì là vẫn rơi, một số thì có những cái việc cạn vốn đấy anh chị nhé, thì chúng ta sẽ quan sát thêm. Như này kiệt vốn rồi này, cổ phiếu tích này là cơ hội đấy, nếu mà thị trường lên được nó sẽ có khả năng chạy đấy, vì anh chị thấy vốn nó rất là kiệt rồi này. Đấy, bây giờ nó sẽ có một cái phiên mua lên nữa thì nó sẽ là một SOS. SOS này sẽ reset ở cái SOW này. Hy vọng là ngày mai nó có thể mua lên mạnh. Đấy, thì chúng ta sẽ chờ nó test lại ngày thứ hai tuần sau, thứ ba tuần sau nó test lại để chúng ta sẽ tham gia. Đối với những cái dòng mạnh nhất với các cổ phiếu đẹp nhất anh chị nhé, thì lúc đó là có thể tham gia sớm. Nhà tín hiệu sau khi rơi này về cái vùng hỗ trợ bên dưới này. Thì này test lại nhé. Thế lại như này, khối lượng hơi lớn đấy chị nhé, hôm qua mua vào khối lượng thấp này bán ra lớn. Nói chung là dòng bất động sản này thì vẫn nên chờ. TG này còn rơi về đây nhỉ. Đích nhá, đích nhiều anh chị cũng hỏi đích đúng không? Đích sau khi nó rơi này, kéo lại này, trần này. Hôm nay test nhá, hôm nay nó là một phiên test. Nó là test khối lượng thấp như này thì nó vẫn ok anh chị nhé, nhưng mà nó chưa reset được cái SOW này đâu. Nó chưa reset được, vì sau mấy phiên bán ra như này là chưa reset được, chúng ta nên chờ thêm. Bản chất đây nó là kiệt vôn rồi đấy, nhưng chuyện vôn nó giảm dần đây này. Đấy, chúng ta quan sát thêm. Ông hậu này thì rơi lên tít phía dưới rồi. Đấy, các chị thấy không? Khi mà dần như nó xong, nó thủng MA10, MA20 là nó rơi rất là kinh. Đấy. Viên này rơi này, nhưng mà nó chưa đến cái vùng hỗ trợ bên dưới. Chúng quan sát thêm. Dòng chứng khoán nhé, nhiều người anh chị hỏi dòng chứng khoán. EVS này thì nó khối lượng anh chị thấy đoạn này nó gia tăng rất là mạnh này. Gần như nó vào rất là mạnh này. Đấy. Khối lượng này, bán ra khối lượng này, mua vào khối lượng này, mua vào khối lượng này. Cổ phiếu này thì nó vẫn có thể lên được. Nhưng mà nó chả đẹp nhá, vẫn có thể lên được. Dòng tiền nó vào như này cơ mà. BMI nhé anh chị nhé, BMI thì sau khi nó hai phiên bán ra khối lượng thấp nhé, như thế này thì nó vẫn ổn nhé. Đấy, nó vẫn ổn, bởi vì mình thấy là sau khi thị trường nó ra hãm cái lực rơi ấy, thì các cổ phiếu chứng khoán này nó cũng có vẻ là tích cực nhiều hơn đấy. Đấy, khối lượng lớn này, bán ra test khối lượng thấp này, mua lại này, đóng ở phía trên
chút này, nó có những cái tín hiệu nhất định này. Đấy, APG sau hai phiên rơi thì nay lại mua lại rồi, trên MA10 anh chị nhé. Rồi, CTS này trên MA10 này. Đấy, Kiệt Vôn lại rồi này. Đấy thì mình hy vọng là có thể, nếu mà thị trường lên thì nó sẽ có thể tích lũy thêm ở đây anh chị nhé, nó chạy được. Đấy, đợt tới mà đợt này nhá, phải chia sẻ với anh chị đợt này này. Đợt này nếu mà thị trường mà không chết nhá thì sẽ có một cái sóng ở phía trên này lớn, bởi vì mình cũng kỳ vọng là khi mà thị trường như thế nó sẽ có một cái sóng lớn ở phía sau này. Nếu không chết đợt này, tức là nếu nó vượt qua được cái cửa ải này thì nó sẽ có một sóng lớn ở phía sau. Đấy, đấy là mình thấy là như thế anh chị ạ. Chung cổ phiếu chứng khoán cũng là tích cực hơn rồi nhé, ví dụ cả FTS thế này. Nhưng mà hiện nay mua thì là chúng ta không nên mua đâu, mua là hơi sớm nhé anh chị nhé, mua sớm là sớm đấy. Nó chỉ là mới gọi là hãm lực rơi và cân bằng lại thôi, chứ chưa phải tín hiệu đẹp. Đấy, ví dụ như này, các vị BSI này, khối lượng kiệt hơn đây này. TVB này, khối lượng kiệt hơn rồi. Chung mà chờ thêm anh chị nhé. VVN thế này, chung mấy cổ phiếu này kiệt hơn. SI nhé, rơi này. Đấy, khối lượng kiệt hơn này. Đấy, thì hy vọng là nó có thể tích lũy đâu đó lại được vùng này anh chị nhé. Hy vọng nó tích lũy ở vùng này. Đấy, nó tích lũy vùng này được thì nó sẽ lên. Lúc đó chúng ta sẽ không phải mở cái này mà chúng ta sẽ xem xét ở vùng này thôi anh chị nhé. Hy vọng nó trên này. Đấy, thì khi đó nó sẽ có một cái tín hiệu SOS đây và test lại đây, chúng ta có thể tham gia. Ngoài thế này, khối lượng kiệt đây này, vẫn trên MA10 nhé. Nói chung dòng chứng khoán này vẫn tích cực đấy, chưa vấn đề gì đâu. VND nhé, đây là một tín hiệu SOS thủng 20 nhé, các anh chị thấy nó kiệt khối lượng này. Đấy, chúng ta hy vọng anh chị nhé, hy vọng. Ok, nói chung là không quá là tiêu cực đâu, chúng ta có thể chờ được anh chị nhé, bình tĩnh. HCM này, nhiều anh chị hỏi HCM này rơi này, kéo lên này vẫn rơi này. Đấy, thì hy vọng là nó sẽ tích lũy ở vùng này anh chị nhé, hy vọng là vùng này. Đây chắc phải vẽ lại vùng tích lũy của nó trên này. Đấy, như này thì nó vẫn có cơ hội anh chị nhé, nói chung là vẫn có cơ hội. Thị trường mới vẫn có cơ hội khoảng 30% là lên được, mà lên được sẽ là sóng lớn đấy chị nhé. Cái VCI như thế này cũng khối lượng kiệt rồi. Ok, mình sẽ phân tích về cái dòng này cho anh chị xem. Cái dòng dịch vận tải này các chị thấy không, hôm trước cũng đã nói với chị rồi, đây là cái dòng mà nó chạy cái đợt vừa rồi, đi ngược sóng vừa rồi đấy. Sau những đợt kéo lên này nó sẽ có những cái đợt rũ bỏ này, rũ nó kiệt vôn này, đây là rũ này, kéo lên này, test lại này, tức là khối lượng này, đây là một phiên test Cuba này, test như thế này là kiệt khối lượng nhé, thì nó mua lại thôi, đi lên. Cổ phiếu này thì vẫn an toàn anh chị nhé. Nhưng mà cái việc chúng ta tham gia thì bây giờ tham gia thì là vẫn rủi ro, bởi vì rủi ro là do thị trường chung. Nhưng còn nếu mà chúng ta chấp nhận rủi ro đây thì chúng ta có, thì cổ phiếu này nó là cổ phiếu có thể lên được nhé. Mình thì mình vẫn chờ là ví dụ thị trường có thể lên tiếp, xong có một phiên test lại và cổ phiếu này test thành công, nó có thể test ở trên này này, chúng ta mua trên này cũng được, nhưng nó sẽ an toàn hơn nhé. Có thể kể cả ngày mai nó kéo lên hoặc là nó test lại và một hai phiên nó test lại lên quanh ở trên này, khối lượng kiệt thì chúng ta sẽ tham gia, nó sẽ an toàn hơn. Đấy, SKG này nó cũng thế này, này nó là SOS anh chị nhé. HLH thế này, ba mấy phiên bán ra này, khối lượng kiệt vôn này, test cung ba này, đây là một thanh test cung này kéo lên thôi. Ok nhé, những cổ phiếu như này thì nó đang là vẫn là hình thành xu hướng tốt. Đấy thì chúng ta có thể quan sát những cổ phiếu mạnh nhất này, TCSGP lại thế này. MHC này thì mấy cổ phiếu bên dưới này thì yếu hơn nhá. TCL này hôm nay được mua vào hơi yếu, khối lượng kiệt hơi yếu. DXP này thế này, đấy dòng vận tải này anh chị có thể quan sát được nhé. Anh chị muốn làm rõ các cổ phiếu nào thì anh chị có thể comment vào dưới cái ô của cái YouTube á, thì mình sẽ giải đáp, hoặc là anh chị vào group thì mình sẽ giải đáp anh chị nhé. Hóa chất nhé, hóa chất là cái dòng mà mình nói rất là nhiều này. Đấy, cũng thế này, DCM là cái dòng chạy vừa rồi này, DCM và DPM cùng với HAH đó. Đấy, sau những cái phiên bán ra kiệt khối lượng, rũ này, test lại thành công thì nên nó mua lại chuyện bình thường. Những cổ phiếu như này thì có thể lên được anh chị nhé.
Đấy, DP mạng thế này. Có thể lên được. Đúng rồi, lát lại thế này. Giữ khối lượng thấp này. Này là một phiên test cung nhá. Kéo xuống, kéo lên này. Lên được. Nhưng với cổ phiếu này thì yếu hơn thôi. Mà chất cơ bản này thì nó vẫn lên được nhá. Các anh chị thấy DDV này đúng không? Mình cũng vẫn vẽ cái mũi tên đây, vẫn có thể đánh giá nó vẫn lên được. Mấy cổ phiếu này có thể đi ngược được. DRI này vẫn lên được. Đấy. Đấy, DGC này vẫn lên được nhá anh chị nhá. Vẫn lên ngon lành, chả vấn đề gì. CSP này cũng lên được nhá. DPR nhá, thì anh chị thấy là một số phiên bán ra khối lượng cao này. Thì nó là check out kéo lại này. Sáng nhé, hôm nay nó test nhưng mà nó chưa lên được thì nó hơi yếu. Nó sẽ phải test tiếp. Đấy, PLP này thì nó lỏng loẹt nhưng mà nó vẫn lên được nhé, lỏng không chặt lắm. Đó. Ngân hàng thì là vẫn rơi anh chị nhé, chưa có tín hiệu gì của gầu đâu. Cổ phiếu ngân hàng thì chưa xem được. Quần áo phụ kiện này, này thì vẫn lên được này, có cái thằng gì đây nhỉ? Đấy, TNG này, TNG lên được nhé. Và trước đầu hôm đợt trước mình mua SHS với lại VND với lại TNG thì hôm trước cũng bán TNG với phiên trước khi thị trường nó rơi rồi. Mặc dù mình nghĩ là nó vẫn có thể lên được nhưng mà nguyên tắc là phải đánh đúng nguyên tắc. Đấy. MSH này thì vẫn lên được chị nhé. Đấy, mũi tên vẫn lên được. Đấy, ADS lên được. Đấy. Thực phẩm thế nào? Có BNA vẫn lên được anh chị nhé, đúng không? BNA là cổ phiếu mạnh. Mình có thể review ở các cái video trước anh chị có thể xem, đúng không? Mặc dù là thị trường thì xấu nhưng mà đây những cổ phiếu này nó vẫn đi ngược được. Đấy. Lấy RS này vẫn có thể lên được. Thép thì NKG hôm nay là một uptrend rồi anh chị nhé, nó là một uptrend đấy. Chúng ta chưa xác định được nó là tích lũy phân phối đâu, nó là uptrend mà ngày mai nó một cái đao đỏ lừ ở đây này là nó sẽ cũng sẽ rơi nhé. Chưa, thép này chưa nói chuyện được, bình tĩnh. Vận tải biển thì nay mấy cổ phiếu mua lại nhé. Đây anh chị thấy nhé, vận tải biển này nó cũng rất là mạnh này, sau khi đợt vừa nó chạy này giống hệt như HHH đó. Các anh chị nhìn đúng không này chưa? Bán ra kiệt vôn đúng không? Đấy thì hôm nay mua lại là nó lên nhé. Những cổ phiếu rất, nói chung là những cái cổ phiếu nào mà nó chạy ở cái nhịp trước á, mà sau khi nó chạy nhịp trước mà nó củng cố lại tốt, consolidate tốt á, thì cái nhịp này nó sẽ có cơ hội chạy rất là cao anh chị nhé. Đấy, con nào đến lạnh thế này lên được này. Mấy cổ phiếu này chúng ta có thể quan sát. Đấy, cổ phiếu này lên được nhé, hơi lỏng thôi, nó không đẹp lắm nhưng mà vẫn có thể lên được. Đấy, VOS lạnh thế này, VOS thì yếu hơn. Nó xây dựng xây lắp thì là vẫn lên như nhé, TGG này vẫn lên này, VAC này vẫn lên này. Đó. PC1 này các chị thấy nó sau khi nó rơi mấy phiên mà nó bắt đầu kéo lại ngay này. Đấy, thì PC1 này có cái nền tích lũy rất là dài. Thì hôm trước mình kỳ vọng là nó có thể chạy được một nhịp ở đây nhưng mà chỗ này nó hơi lỏng. Và khối lượng đang rất là cao, chúng ta phải chờ tiếp anh chị nhé, như thế này tham gia vào đây là sẽ rủi ro. Nhưng mà nó tích lũy rất là dài đấy. Đấy, mấy thằng này thì loanh quanh thôi. Đấy, DPG này thì cũng lên được này, sau khi rũ mấy phiên này anh chị thấy khối lượng nó vào rồi. Khối lượng hôm nay là nó vào, nó bản chất là như này anh chị nhé. Thứ nhất là các anh chị thấy là cổ phiếu này nó cũng là một diện có lái đánh, chắc chắn là có lái đánh, mình nhìn là biết rồi anh chị nhìn nhé. Tuy nhiên là sau những cái đợt rũ như này này, nó bắt đầu kiệt, nó kéo lên thì nó lại kéo lên thôi, nhưng nó là có lái đánh đấy nhá, thì nó vẫn có thể lên được anh chị nhé. Đó thì vừa qua thì mình đã phân tích các cái cổ phiếu ở trong này này, thì mình cũng chưa phân tích hết đâu, vậy nhưng mà thì anh chị có thể xem thêm ở đây anh chị nhé. Còn ngoài ra anh chị có những cái câu hỏi liên quan đến thị trường của các cổ phiếu thì các anh chị comment vào dưới cái ô của YouTube hoặc là vào trong group Zalo thì mình sẽ giải đáp các cái câu hỏi của anh chị. Hy vọng là với những cái thông tin như thế này cũng giúp anh chị phần nào trong cái việc đầu tư chứng khoán của mình. Các anh chị like kênh, hoặc là nếu các anh chị không đồng ý thì anh chị có thể dislike kênh và chia sẻ kênh đến những cái người quan tâm. Ok, chúc các anh chị buổi tối vui vẻ. Các anh chị đừng quên subscribe kênh để nhận các thông tin mới nhất anh chị nhé. Ok, xin chào các anh chị.